Hiện tại nông dân trên địa bàn huyện Tân Hưng đang tích cực chăm sóc dưa hấu Tết, hy vọng sẽ có một vụ dưa trúng mùa được giá để dưa có thể cung ứng những trái dưa hấu to đẹp phục vụ thị trường Tết. Theo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tân Hưng, hiện toàn huyện có trên 100 hectare dưa hấu với các giống như Mặt Trời Đỏ, Hắc Mỹ Nhân, Phù Đổng, tập trung chủ yếu ở các xã Vĩnh Lợi, Vĩnh Châu B, Hưng Thạnh, Hưng Điền. Nhờ thời tiết vụ này thuận lợi nên dưa hấu phát triển tốt, ít sâu bệnh, hiện chưa được từ 30 cho đến hơn 40 ngày tuổi và đang trong giai đoạn ra hoa cho trái. Được biết, diện tích dưa này dự kiến sẽ bắt đầu cho thu hoạch vào khoảng giữa tháng Chạp. Nông dân mong muốn sẽ có vụ dưa thắng lợi để có điều kiện đón năm mới thêm phần sung túc hơn.